Chương trình từ thủ đô Washington với luật sư Trần Quốc Thiên xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả khắp nơi. Thì hôm nay chúng ta nói đến tin tức từ Việt Nam và đặc biệt là tin tức về dịch bệnh COVID-19. Thì hiện nay chúng ta cũng được biết rằng trên 30 tỉnh thành ở Việt Nam đã có những người nhiễm COVID-19 và hơn 4.000 ca nhiễm trong cái đợt dịch thứ tư này thưa quý vị thì đặc biệt ở thành phố hồ chí minh sài gòn quận Gò vấp đã có một ổ dịch lớn xuất phát từ hội truyền giáo phục hưng tinh lành thì có thể nói rằng đây là một ổ dịch rất lớn và gây khó khăn nhiều cho chính quyền địa phương có thể nói rằng bí thư thành ủy ông nguyễn văn nên đã nói rằng là đã có dấu hiệu vi phạm pháp luật và có thể nói là gây ra một cái sự rất khó khăn. thì khó khăn thứ nhất là hội truyền giáo phục hưng này đã tổ chức những buổi họp ở trong phòng kín và đông người hai ba chục người trở lên thưa quý vị do đó là đã tạo ra cái sự lây bệnh do không giữ khoảng cách trên hai mét. thì ban đầu có ba người của hội thánh truyền giáo phục hưng này khám bệnh và bị phát hiện là dương tính covid 19 vào ngày 26 tháng 5 thì có thể nói rằng sau đó chính quyền đã lập tức vào cuộc và truy xuất tuy nhiên những người trong hội thánh truyền giáo phục hưng này đã có những lời khai lung tung thậm chí là giấu giếm hoặc là khai ra những lời khai sai lạc khiến cho cái việc truy xuất tầm soát Covid-19 rất là khó khăn. Thì hiện nay tin tức uh, cho biết rằng đã tìm ra được là 2.199 F1 liên quan trực tiếp với uh, nguồn bệnh từ hội thánh truyền giáo phục hưng này. Và có khoảng 62.000 người là F2 cũng từ hội thánh truyền giáo phục hưng này. Thì hiện nay uh, thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn đang uh, quyết định uh, thực hiện hai chỉ thị chỉ thị 15 là khoanh vùng và chỉ thị 16 thì cũng khoanh vùng nhưng mà theo từng địa điểm theo từng địa phương chỉ thị 15 là áp dụng trên toàn thành phố và thực hiện những cái biện pháp như giãn cách cách ly thì có thể nói rằng với cái sự lây lan trong cái hội thánh truyền giáo phục hưng này có thể nói là một trong những ổ dịch lớn ở thành phố hồ chí minh thưa quý vị thì với cái sự giấu giếm với cái sự khai báo lơ mơ khai báo lung tung có thể nói là gây rất nhiều khó khăn và có thể là gây nên một cái tình trạng bùng phát dịch bệnh covid 19 trong thời gian tới thì có thể nói rằng ngay tại Việt Nam đã phát hiện ra chủng mới của Covid-19 là một cái chủng virus uh, lai tạo giữa hai chủng uh, mà người ta đã phát hiện trước đây thưa quý vị, từ cái chủng gọi là B1162 của Ấn Độ lai và theo những cái nghiên cứu mới thì cho biết rằng với cái tốc độ uh, lây lan 1,7 lần so với cái con virus COVID-19 bình thường nguyên thủy thì có thể nói với cái sự lây lan và cái cái sự lai tạp giữa các dòng virus sẽ gây ra rất nhiều khó khăn cho cái việc chống dịch thưa quý vị. Thì hiện nay như tôi có nói là việc phòng dịch được thực hiện với chỉ thị 15 và chỉ thị 16 nhưng mà trong cái đợt dịch uh, lần thứ tư này thì chúng tôi cũng nhận thấy và báo chí và tất cả mọi người ở việt nam cũng đều nhận thấy là đã có những sự uh, gọi là qua mặt chính quyền thưa quý vị chẳng hạn có những người bị đưa đi cách ly nhưng mà trốn đi ra để mà ăn nhậu hoặc là có những cái sự tụ tập đông người và kéo dài gây nên ra những ổ dịch bệnh và có thể có những người trong cái lực lượng biên phòng đã làm nội gián để đưa người ở nước ngoài nhập cảnh lậu vào Việt Nam. Hoặc là có những người ở ngay trong Việt Nam đã tiếp tay đi mướn nhà dùm cho những người nhập cảnh lậu, chẳng hạn như nhập cảnh lậu từ Campuchia, nhập cảnh lậu từ Trung Quốc, chẳng hạn như vậy. Hoặc là có những chủ ghe thuyền đã chở người xâm nhập lậu vào vùng lãnh hải của Việt Nam và điều này đã gây ra rất nhiều khó khăn và có thể là có những người mang mầm bệnh Covid-19 từ nước ngoài vào Việt Nam bằng con đường chính thống chính ngạch hoặc là bằng con đường nhập lậu thưa quý vị. Thì đã gây rất nhiều khó khăn cho việc phòng chống dịch lần thứ tư này và những cái tỉnh thành ở những khu chế xuất, những khu công nghiệp như ở Bắc Giang, ở Bắc Ninh thì đã có những cái con số người nhiễm bệnh COVID-19 rất là cao. Cao ở đây là so với bình thường thưa quý vị. Ở tại thành phố Hồ Chí Minh thì như tôi có nói là thực hiện chỉ thị 15, chỉ thị 16 là đã nghiêm cấm những việc tụ tập quá 5 người và cũng đã yêu cầu ở những khu cách ly hoặc là những khu có người nhiễm Covid-19 thì người dân tự giác ở nhà tránh đi lại không cần thiết và nhiều cơ sở kinh doanh, nhà hàng hoặc là buôn bán thực phẩm trở lại thời kỳ là chỉ bán đem đi và có những nơi như vũ trường, spa, rồi những câu lạc bộ thì buộc phải đóng cửa tạm thời. Nói chung là tình hình dịch bệnh lần thứ tư này khá là căng thẳng trong bối cảnh rất đặc biệt là có một số quốc gia như Ấn Độ hoặc là Thái Lan hoặc là Campuchia thì số người nhiễm COVID-19 cũng đang gia tăng rất là cao và có thể ảnh hưởng tới toàn vùng Đông Nam Á thưa quý vị. Kể cả trong đó là quốc gia Myanmar là nơi mà đang có sự rối loạn bạo động và chống chính quyền và đang có chính quyền quân phiệt tạm thời à, nói chung thì à, tình hình à, trong đợt dịch thứ tư này thì các nước châu á hiện nay đang vật lộn và có thể nói rằng việc à, mua vaccine từ nước ngoài cũng khá khó khăn thưa quý vị nói chung là nhiều quốc gia do chống dịch rất tốt nên các hãng bán vaccine họ tạm không bán nhiều cho những quốc gia đó mà họ muốn chuyển cái số vaccine đó đến những quốc gia đang có dịch bệnh cao xin thưa quý vị là đang là một cái nghịch lý ở trên thế giới này tức là những nước mà đang bị dịch bệnh cao như Ấn Độ thì được ưu tiên còn những nước mà chống dịch tốt thì lại không được ưu tiên để mua vaccine có thể nói hoặc là phải giảm cái số lượng mua vaccine từ các hãng ở âu châu hoặc là ở mỹ hoặc là ở ấn độ khi mà họ bán vaccine thì họ theo thứ tự ưu tiên và một trong những quốc gia bị đang rất là lúng túng và đó là đảo quốc Đài Loan thưa quý vị Hiện nay con số mà được chích vaccine ở Đài Loan rất là thấp Chỉ có 1 chấm hay là 1,4% dân số được chích vaccine Và cái lượng vaccine mua được chỉ có 700.000 liều vaccine Có thể nói mặc dù Đài Loan là đã tung tiền và gọi là thương thảo các hợp đồng với các hãng sản xuất vaccine trên thế giới nhưng mà việc cấp vaccine cho Đài Loan hoặc là bán vaccine cho Đài Loan rất là nhỏ giọt với lý do là Đài Loan chống dịch tốt trong cái thời gian vừa qua thưa quý vị và sau đó thì hiện nay Đài Loan cũng đã trở lại bùng phát dịch bệnh Covid-19 rất là mạnh thì đó là một cái dịch lý có những quốc gia thì làm tốt công tác phòng chống dịch Covid thì lại được bán ít vaccine. Còn những quốc gia gần như là toàn hoặc là hệ thống y tế quá tải thì được ưu tiên uh, mua vaccine với hàng triệu liều. Và một quốc gia làm tốt công tác uh, tiêm chủng vaccine Covid-19 ở châu Á và ở Đông Nam Á thì có quốc gia Singapore thưa quý vị. Hiện nay số người được chích vaccine ở Singapore lên tới gần 37% ở các quốc gia khác như Nhật Bản hoặc là Hàn Quốc thì chỉ ở con số sắp xỉ 9% tới 10% dân số. Thì để mà miễn dịch cộng đồng, chúng tôi xin nói rõ tức là immunity flock thì dân số của một quốc gia phải được tiêm chủng ít nhất là 70% dân số. Và nước mà đầu tiên có thể tuyên bố là miễn dịch cộng đồng chính là quốc gia Hoa Kỳ vào ngày 4 tây tháng 7 tới đây thì tổng thống Joe Biden sẽ tuyên bố là quốc gia Hoa Kỳ mở cửa trở lại bình thường thưa quý vị ở một số tiểu bang ở Hoa Kỳ này vào ngày 2 tây tháng 6 tới đây thì họ cũng sẽ tuyên bố mở cửa trở lại bình thường. Một số tiểu bang khác thì họ chờ tới 15 tây tháng 6. Còn một số tiểu bang khác thì chờ tới ngày 4 tây tháng 7 tuyên bố bỏ khẩu trang, mở cửa trở lại bình thường để mà có thể làm ăn và phát triển kinh tế thưa quý vị. Vì hiện nay cái số người chích ở uh, Hoa Kỳ này rất là nhiều Do cái nỗ lực mà mỗi ngày uh, tiêm chủng trên 4 triệu người thưa quý vị Chỉ cần 10 ngày là có thể tiêm chủng được 40 triệu dân số Thì có thể nói rằng uh, Hoa Kỳ hiện nay và trong tương lai thì sẽ dư ít nhất là 80 triệu liều vaccine COVID-19. Do đó Hoa Kỳ sẽ viện trợ 80 triệu liều này cho các quốc gia đặc biệt là các quốc gia mà gọi là đồng minh với Hoa Kỳ. Thì đó là tin tức mới nhất về Hoa Kỳ. Và hiện nay thì trong tuần vừa qua cái số tử vong mỗi ngày ở Hoa Kỳ hiện nay giảm chỉ còn khoảng 400 người cho mỗi ngày. À, trước đây trong cái lúc cao trào hay là đỉnh của dịch thì mỗi ngày chết sắp xỉ 4.000 người thưa quý vị thì trong tuần vừa qua ngày mà chết cao nhất là 538 người liên quan tới Covid-19 còn trung bình chỉ sắp xỉ khoảng 400 người thì có thể nói là cái số tử vong giảm xuống chỉ còn bằng 1 phần 10 của đỉnh dịch Covid-19. Do đó chúng tôi cũng nói rằng uh, chính phủ ông Joe Biden sẽ tuyên bố và thật chất thì họ đã đặt ra kế hoạch là ngày 4 tây tháng 7 tới đây sẽ tuyên bố là mở cửa trở lại bình thường để làm ăn kinh tế với uh, thế giới. Tuy nhiên chúng ta cũng biết là nhiều nước trên thế giới hiện nay đang dịch bệnh rất nặng, do đó họ sẽ thực hiện việc uh, cách ly, giãn cách xã hội, thậm chí là cách ly 21 ngày thưa quý vị. Hoặc là như thành phố Hồ Chí Minh thì sân bay Tân Sơn Nhất sẽ không nhận các chuyến bay bắt đầu từ ngày 29 tây tháng 5 cho tới ngày 4 tây tháng 6. Có thể ngưng tất cả những chuyến bay tới thành phố Hồ Chí Minh trong vòng ít nhất là một tuần lễ để mà có thể gọi là ngăn chặn dịch bệnh Covid-19. Nói chung lần dịch bệnh này thì thành phố Hồ Chí Minh cũng đã quyết định là sẽ xét nghiệm toàn dân ở trong thành phố Hồ Chí Minh để mà truy tầm tầm soát ra những người bệnh COVID-19 tìm ra những người F0 hay là những người F1, F1 hay là F2 để mà chân dịch. Chương trình từ thủ đô Washington với luật sư Trịnh Bức Thiên đến nay tạm chấm dứt. Xin trân trọng cảm ơn quý vị khán thính giả khắp nơi. Xin quý vị vui lòng nhấn subscribe để ủng hộ kênh. Thành thật cảm ơn. Xin hẹn quý vị trong chương trình kỳ tới.